Chào các bạn nha, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video của mình. Thì ở video trước mình đã chia sẻ với các bạn một số các cái mẹo dùng thực phẩm để điều trị trong cái việc phòng và chống ung thư. Và video này mình xin tiếp tục chia sẻ một số các thực phẩm nữa. Các bạn cùng chú ý đón xem để có thể làm cho gia đình mình những cái món ăn rất là hay, rất là hữu ích để phòng ngừa điều trị ung thư nhé. Cảm ơn các bạn. Tiếp theo nữa là hạt lanh. Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ xem hạt lanh là một trong những thực phẩm hàng đầu chống ung thư. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, ligand nát trong hạt lanh có khả năng làm giảm sự phát triển của tế bào ác tính trong ung thư vú, đặc biệt đối với phụ nữ sau mãn kinh, tiêu thụ hạt lanh giúp giảm nguy cơ ung thư vú. Nghiên cứu còn phát hiện, hạt lanh có thể bảo vệ nam giới khỏi ung thư tuyến tiền liệt. Tiếp theo là cá. Các nghiên cứu đã phát hiện việc ăn cá thường xuyên làm giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa. Cá hồi và cá thu rất giàu axit béo omega 3, có đặc tính chống ung thư, đặc biệt tiêu thụ cá béo thường xuyên giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. Tiếp theo là rau họ cải. Rau họ cải gồm súp lơ xanh, cải thảo, xà lách, củ cải, súp lơ trắng, đặc biệt hợp chất chứa lưu huỳnh tạo nên hương vị cay nồng đặc trưng và giúp giảm nguy cơ ung thư. Nghiên cứu đã phát hiện rau họ cải có thể chống lại ung thư tuyến tiền liệt, phổi, đại trực tràng và ung thư vú. Tiếp theo là nho. Nho rất giàu chất chống oxy hóa mạnh, cũng làm chậm quá trình phát triển ung thư, làm giảm kích thước khối u. Điều kỳ lạ là hầu hết các đặc tính chống ung thư nằm trong vỏ và hạt nho. Nho khô và rượu vang cũng chứa chất chống ung thư và vẫn có khả năng chống ung thư mạnh mẽ. Tiếp theo là gạo nếp cẩm. Gần đây nổi lên một siêu thực phẩm chống ung thư, đó là gạo nếp cẩm. Gạo nếp cẩm chứa đầy chất xơ, rất có lợi trong chống ung thư đại trực tràng. Anthocyanin có trong nếp cẩm là chất chống ung thư, chất chống oxy hóa mạnh, có đặc tính chống khối u mạnh, có thể ngăn ung thư vú di căn. Gạo nếp cẩm rất là tốt, các bạn chú ý sử dụng nhé. Thứ 10 là củ nghệ. Hoạt chất chính trong củ nghệ là curcumin, một hoạt chất chống ung thư được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của curcumin trong việc tiêu diệt các tế bào khối u mà không gây tổn hại cho các tế bào khỏe mạnh, đặc biệt trong ung thư thực quản. Ấn tượng hơn, nghiên cứu đã liên tục chứng minh rằng tiêu thụ thường xuyên curcumin trong quá trình hóa trị và các phương pháp điều trị ung thư khác có thể làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình điều trị, chủ yếu là do đặc tính chống ung thư. Tiếp theo là củ cà rốt. Cà rốt được Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ xem là một thực phẩm chống ung thư tuyệt vời. Hàm lượng alpha carotene và beta carotene cao trong cà rốt rất cần thiết trong việc ngăn ngừa điều trị các tế bào ác tính. Tiêu thụ cà rốt thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, dạ dày và thậm chí là ung thư phổi. Mình đã chia sẻ với các bạn một số các cái thực phẩm mà có tác dụng rất là tốt trong việc phòng và điều trị ung thư. Các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè được biết. Và đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký để nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Gặp lại các bạn trong những video sau.